Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Và hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một chiếc xe cao cấp nhất của dòng Gian XKSL. Đây là chiếc XKSL1 và đây cũng là một mẫu bán chạy nhất, một mẫu touring bán chạy nhất tại cửa hàng em. Vâng, dòng XKSL1 các bác nhé, Gian XKSL1. Bây giờ em sẽ đi vào đánh giá tổng thể chiếc xe. Vâng, và chiếc xe vẫn là màu đen lì, nước sơn đen lì. Với nước sơn này thì các bác nếu mà bụi bẩn hoặc là đi đường mà có dính bụi thì chỉ cần lau qua thôi là có sạch luôn rồi. Được chỉ đỏ rất là thể thao. Em đánh giá chiếc xe này trên 90%. Đây là miếng ly lông chắn xích chứ không phải là do xước được. Đây như này các bác có thể bóc ra, không ảnh hưởng gì. Chữ Gian màu xanh rất nổi trên khung xe. Cũng là lớp sơn lì các bác nhé. Gian XKSL1 các bác thể lên Google search về chiếc xe này. Và em đã review về chiếc xe này rất nhiều rồi. Chiếc xe rất là mới. Khung alloy SL các bác nhé, cao cấp hơn alloy thông thường, tất nhiên là cho xe nhẹ hơn và bền hơn rồi. Khung nhôm alloy rất là cao cấp. Alloy là một hãng làm độc quyền về khung nhôm của xe Gian. Cọc yên nhôm, yên được nâng cấp lên San Macro. Đây là một hãng làm phụ tùng xe đạp rất là nổi tiếng trên thế giới. Vâng, đây là một hãng phụ tùng xe đạp của Ý các bác nhé. Đây là một chiếc xe cao cấp nên là được trang bị dây âm sườn cao cấp đây. Đây là một mẫu xe bán chạy nhất về tại cửa hàng em. Đùi đĩa nhôm của Shimano các bác nhé. Ghi đông cổ phốt nguyên bản của Gian, nguyên bản theo xe. Tay nắm cao su của Gian, tay nắm chính hãng. Xe sử dụng bộ tay bấm xả của Shimano Alivio. Bên này bên lip cho xe 9 tốc độ và bên đĩa cho xe 3 tốc độ. Tổng cộng xe là 27 tốc độ các bác nhé. Phanh dầu thủy lực của Shimano. Phanh dầu thủy lực. Càng nhôm của Gian. Nguyên bản theo xe. Bộ vành nguyên cặp của Gian SX2. Vâng, và thông số lốp là, mình sẽ quay thông số lốp đây, 700x28C. Sử dụng cặp lốp của Touring 700x28. Phù hợp các bác đi đường phố thanh cảnh. Đây là lốp sau. Vành sau cũng của Gian, nguyên bản theo xe. 9 tầng lip của xe rất là mới các bác nhé. Xích và lip rất là mới của Shimano.
củ đề của Shimano Alivio. Vâng, và xe được sử dụng nguyên bộ group của Shimano Alivio. Bộ đùi đĩa 3 tầng, đùi đĩa nhôm. Vâng, và khung xe có size S. Bây giờ em sẽ đo size đứng, khung đứng của xe. Vâng, và xe có chiều cao size đứng là 47, tương đương size S đây. Phù hợp các bác từ 1m6 đến 1m7, đến 1m72 có thể đi vừa chiếc xe này. Xe trang bị 9 tầng lift và 3 đĩa. Xe 27 tốc độ, bây giờ sẽ đi vào chuyển động. Đánh giá chuyển động của xe. Lên lift. Vâng, chuyển động rất là tốt, sử dụng nguyên bộ group của Shimano Alivio. Kích lift còn rất là mới. Xuống. Vâng, bên đây là bên đĩa. 3 tầng đĩa của Shimano. Lên đĩa. Vâng, chuyển động rất tốt các bác nhé. Đây là một mẫu bán chạy nhất tại cửa hàng em, dòng Touring. Dàn XKBL1. Vâng, và chiếc xe được bán tại cửa hàng em mức giá là 9.3 triệu, miễn phí ship toàn quốc bảo hành 1 năm. Các bạn quan tâm hãy nhắn tin Zalo 0975709903 để xem hình ảnh chi tiết về chiếc xe. Lên YouTube thì kênh xe đạp nhấn theo dõi kênh và nhấn vào chiếc chuông để hiện những thông báo mới nhất về những chiếc xe đẹp về tại cửa hàng em. Vâng, xin chào, cảm ơn các bạn đã theo dõi video.